Hello, xin kính chào các bạn đã ghé lại kênh YouTube của mình. Mấy bữa nay mình có nghe thông tin là tất cả các shop Rubik đều đang hết hàng vì đang bị dịch nên không có nhập hàng được. Thì các bạn cũng biết rồi, đa số các mặt hàng Rubik này đều nhập từ Trung Quốc về. Nên mình đích thân đi tới shop Rubik Sài Gòn để mình mua một số em tại vì sợ nó hết hàng. Ok, bây giờ mình sẽ mở một đống em đó ra cho các bạn xem nha. Đây, mình mua nguyên một bịch luôn, tại vì mình đi tới shop luôn nên bỏ trong bịch chứ không có đóng vô cái hộp giấy như mọi khi. Rồi giờ để mình mở ra từng em nha. Em này là Howlin gì nè đó, mình này mới nói chung là mấy này mình cũng không có rành tiếng Anh nữa nên mình cũng không biết là em gì đó. Giờ mở ra, đóng trong cái hộp nhất đã. Đóng trong cái hộp rất là nhìn là rất là sang luôn. Giờ mở nó ra sao đây. Em này có 500 rồi. Ok, mình sẽ không có review chi tiết, mình chỉ là show hàng thôi. Rồi, qua em khác. Em này là nói chung là cũng không biết đi, chủ yếu là show hàng là chính thôi. Cách chơi này, móc khóa được tặng. Em này là Senso có 30k à, chủ yếu là đó. Nghe nói là chơi cũng rất là ngon. Này là MF3, con này thì mình mua để cho nó vô đủ cái bộ sưu tập MF của mình. Em này là em acid
bản thiết kế led. Hồi trước mình có một em mà là cái bản thiết kế nhìn nó không có đẹp, nên mình mua em này thiết kế led nhìn nó đẹp. Ra cái hình trống trống. Đây là bộ ba C4U. Rồi, để anh mở thằng em nha. Em này là em 3x3. Nghe nói hàng này là đang bị tuyệt chủng rồi, rất là hiếm. Em này các bạn thấy góc chuông không? Em này là chuyên để tập fingerstyle luôn, dành cho mấy bạn nào mà tập fingerstyle tập em này rất ngon luôn. Thường thường mấy cái con vuông này nè là cắt góc rất là kém, nhìn rất là đẹp, cắt góc rất là kém luôn. Tập fingerstyle là đúng bài luôn. Đó, các bạn tranh thủ kiếm săn này đi, để nó bây giờ nó đang là hết hàng luôn rồi đó. Đây cũng là C4U luôn mà là 3x3x5. Nhìn nhất là độc, nhìn nhất lạ không. Đây cũng là em C4U luôn mà con này là con 3x3x7, kiểu nhất là đẹp không các bạn. Hàng độc không. Nhìn đẹp không? Bộ ba của nó có con 3x3x6 nữa, nhưng mà nó không có đẹp, tại vì tự nhiên ở trên đây nè ba nè, xong ở đây có một cục bự, rồi dưới đây nó mất đi cái này nè, nó chỉ có vậy nè. Nhìn nhất là nó không có mất cân đối nên mình không có mua, mình chỉ mua vậy thôi. Rồi đến em hàng khủng đây, đây 3x3x7. Em này khủng, đúng khủng luôn. Hình như chưa thấy xuất hiện ở Việt Nam mình luôn. Quay rất là ngộ, quay như cái cối xe gió của Hà Lan.
5 6 7 8 9 10 em chẳng. Đó. Tổng cộng đợt này là mình hốt cho được 10 em. Thì mình cũng dán tranh thủ hốt thêm nhiều nữa chứ để nó hết hàng là không có hàng để mua luôn. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.